Ok. Hello, chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với video của mình và mình là các bạn Gaming đây. Thì hôm nay mình sẽ gọi là review và làm cái nhiệm vụ thử thách đặc biệt của thay trò chơi mọi người nha. Ok, mình sẽ gọi là xem qua như thế nào. Thì điểm danh thì có ngày thứ nhất, ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy. Đây, mọi người thấy thì cái tai này, tai nghe thì thủ thọ khá là cute. Và mình sẽ đọc sơ qua cái nhiệm vụ này mọi người nha. Ok, thì như đầu tiên đó là cùng vui tiệc trò chơi thì cái mọi người có thể tham gia 10 lần trò chơi là được nha. Mà tham gia 10 lần này các bạn cố gắng đạt được một lần được gì thắng nha. Thứ nhất á gọi là top 1 á và gọi là thế nào ta? Top 1 và hãy chơi tới vòng 3 thì 10 lần đó các bạn phải cố gắng phải làm sao qua được 3 vòng nha. 3 vòng và được một lần top 1 đó là xong được ba cái này. Cái đầu tiên này, cái này. Đấy, rồi cái này. Đấy, bạn chưa? Rồi. Như vậy là các bạn để ý đúng không? 10 lần nó tranh thủ nha. Rồi. Thứ hai đó là hoàn thành vượt chướng ngại vật, đừng bỏ cuộc, phải cố gắng chạy về phía trước. Cái này thì ở bên Obi á, Obi này, đây Obi nè, Obi Ray này, đấy các bạn về đích là được, ok nhá. Cái này mình sẽ hôm nay mình sẽ gắn gọi là xong hết vụ cho các bạn xem luôn. Rồi tiếp theo đó là cái thứ ba này là đến nơi cao hơn nữa hãy lên tháp cực, cái này thì dễ ha, cái này các bạn chắc còn leo dễ đúng không, tháp cực các bạn ai cũng biết leo đúng không. Ok, mình tin mình leo luôn. Rồi cái tư, hãy cố gắng chiến thắng trong trò chơi virus thema. Ê, virus thema thì quá dễ, các bạn trốn kỵ được đấy, và làm trốn kỵ hoặc là các bạn làm zombie thì các bạn có thể đi bắt. Ở không, các bạn trốn kỵ này một một là gọi là một là thắng thôi là xong thôi, để quá dễ. Rồi cái thế này thì rồi đúng không, cái này 20 lần như đây, hãy nhận sao đánh giá trong Fashion Star. Thì cái này thì các bạn có nghĩa là các bạn tham gia vào trong chỗ Fashion Star đó, các bạn cố gắng theo chủ đề các bạn nhận được 20 sao là được. Ví dụ như là một lần 4 sao, hai lần 4 sao, 4 sao, 4 sao, rồi khi nào đủ 20 sao thì thôi đó, ví dụ vậy. Cái tầm 5 trận là đủ đó, ví dụ vậy. Ok, rồi cái này thì rồi, nó này nó đúng không? Rồi. Cái này thì nhiệm vụ hoàn thành của cô gái thì em thủ. Ok, thì bắt đầu em làm cái quái em thủ luôn nha. Đây. Quái em thủ thì chúng ta bắt đầu tới làm thôi. Đây, quái em thủ tới nhận. Và tôi đang nhảy lên trên này. Ok. Chúng ta sẽ nhảy lên trên này nhá. Những tấm may này đấy mọi người thấy không? Tấm may chúng ta cố gắng tới đây nha mọi người nhá, tới đây sẽ được. Ok, mình sẽ cố gắng lên thử như thế nào mọi người nhá. Mình chưa nhảy bao giờ luôn á. Luyện tập thì từ mới ra mà sao mà mới ra mà sao mình mà nhảy được. Ok, bây giờ đầu nhảy nha. Mình sẽ thử mọi người nhá, thử 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 nha. Ok. Mấy bạn cũng đón xem nha. Các bạn xem thì nhớ trước khi mình nhảy thì cho mình xin một like mà đây kênh để giúp mình càng ngày càng gọi là phát triển hơn, càng ngày càng được nhiều người biết đến hơn. Cảm ơn các bạn rất nhiều nha, nhớ like và đăng ký kênh của mình thì Ok, đi thôi. Từ nha, để coi hướng nào đây. Đám mây này ở đây đúng không? Đây rồi, để xem hướng là mình nhảy nhá. Đây rồi, đây nha. Khó rồi ta, hơi khó rồi nha các bạn nha. Đây rồi, đây rồi, được, gì đâu mà mới vô chơi thôi mà. Ê, từ 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 ơi, nó có cái cục mắc gì á mọi người ơi, ở chỗ đó nó có cái cục mắc gì á, không phải là rớt nha mọi người nha, ở đó nó có cái gì á mọi người, nó kẹt mình lại mọi người à, nó kẹt mình lại mọi người à. Từ từ để cái chỗ đó nha, từ từ nha, đây thì dễ rồi nè, chỗ này nó có cái cạn gì nè mọi người, đây này, chỗ này nè nó có cái cạn gì mình á, cẩn thận mình đứng xa xa này tí, nhẹ tới này đó, thấy chưa, hồi nãy mình không biết mình đi cùng á mọi người, rớt luôn á. Rồi ok, mình đã tới, mình thấy chưa, để ý thôi, cái chỗ đó nó có cái bẫy nha mọi người nha, nó có cái bẫy á, cùng phát mình rớt xuống dưới luôn. Ok, vậy xong nha. Rồi xong rồi, tới là nhận bao nhiêu lần đây, như vậy là một ngày là nhận một nhiệm vụ của cô gái rồi ta, một ngày là nhận một lần của em thủ thôi hả, hai ngày là 7 ngày hoàn thành mọi người ơi, 7 ngày là xong nhiệm vụ này, 7 ngày mới xong nha, 7 ngày là xong, thì nói chung thì một ngày là một lần, 7 ngày là xong. Ok, thì bắt đầu là hôm nay mình sẽ gọi là tiếp theo đó mình sẽ là cái này một lần tới là xong đâu, mình sẽ làm cái này dễ chứ. Ok, mình sẽ cố gắng gọi là đi tới cái này, vượt qua hết cái này rồi mình nhận cái nhiệm vụ ở cái này, tại vì cái đó là cái một lần đó mọi người nha, tại vì cái đó là một lần Oray đúng không, cái này ta, cái này nè, phải cái này, đây một lần thôi là được. Ok, mình sẽ tới đích và mình nhận cho các bạn xem nha. Ok, các bạn đợi một chút. Ok, như vậy là mình đã về gọi là vượt qua được cái gọi là cái Obi Ray này mọi người ơi, Obi Ray này thì mình đã về được về đích rồi, mình hoàn thành đây, hoàn thành nhiệm vụ nha. Đấy xong rồi, như vậy là xong. Cái này là gì đây, là leo tháp một cần đúng không, rồi giờ mình sẽ leo tháp các bạn xem nha, leo tháp luôn. Ok, leo tháp xong cái rồi là sang vụ là mình làm nhiệm vụ tiếp theo. Ok các bạn nha, vô. Ok, mình đã về tới đích rồi, đây cái thứ năm quá. Ok, bây giờ mình thêm về thứ năm thử thách bậc thầy trò chơi đấy. Xong nhiệm vụ nha. Ok, ra nhận nè. Ok, như vậy là xong nha. Ok, nhiệm vụ leo tháp đây xong đấy, rồi gì đây, hãy cố chiến thắng virus thema. Ok, bây giờ mình sẽ vô chơi virus thema nha, thì núp núp thôi. 6 5 4 3 2 1 win. Ok, như vậy là xong nhiệm vụ. Nói chung thì cái núp thôi, hoặc là cái bài tím thì mình gọi là đi cào thôi. Ok,
Nhưng mà xong nhá, chiến thắng luôn nhá. Với tôi ok, nhưng mà xong. Ok, rồi. Thoát ra, ok, mình vừa chơi xong thì trời sáng rồi các bạn ơi. Thì trời sáng luôn rồi. Đấy, thì nhận luôn. Đây. Đấy, mảnh ghép tiếp theo. Đó, rồi, cái này là trò chơi đúng không? Cái này gì đây? Những sao đánh giá hết sừng ta hả? Bắt sừng ta, giờ cho bắt sừng ta trước nha. Tí nữa mình chơi một lượt trò chơi luôn. Đấy, giờ cho bắt sừng ta nhá, để kiếm 20 sao anh em nhá. Ok, ok, nhưng mà xong. Ok, đây. Sừng xa. Đấy, mọi người cứ chơi là, mọi người vô, mọi người kêu là à, các bạn ơi trao đổi 5 sao để làm nhiệm vụ đó, các bạn cứ nói vậy á mà người ta sẽ kêu là ok ok, là cứ ai đi vô biểu diễn thì mình cứ 5 sao, ai đi vô biểu diễn cứ 5 sao, cái hồi là kiểu là mình tức được mình, người ta cho mình 5 sao, như vậy là xong nhanh đó mọi người nha. Mọi người vô mọi người phải nói là trao đổi để làm nhiệm vụ 5 sao 5 sao đó, các bạn phải nói vậy nha. Ok, để mình nhận bộ đồ mặc thử coi. Mặc cái áo nè, quần nè, giày nè, gì đây, à cái cuốc à, à mình sẽ mặc thử nha các bạn nha. Ok, à ở trong cửa hàng cửa phục, à, ở trong cửa hàng này là không thay đồ được, ra ngoài mọi người ơi. Ok, mình ra ngoài rồi, mình sẽ mặc thử bộ đồ mọi người nha. Đây. Đấy, có bị gì cảm xúc gì đây? Thôi, về sau đi. Đấy, bộ đồ nó thì như vậy mọi người ơi. Wow. Wow, đẹp chưa? Ê. Đấy, bộ đồ mặc phải mang cái ba lô kia mọi người ơi. Ba lô game á, như cái ba lô game á. Rồi, ba lô game rồi. Đây, đấy, nó hợp lý. Này hợp không ta? Cũng hợp nhưng mà về game mà, đấy phải game bán cái này, đấy game thủ mà phải vậy chứ. Đấy, thấy chưa, thấy chưa. Ok, thiếu cái mũ nữa đúng không? Bây giờ là tiếp tục nhiệm vụ gì đây? Cái này thì dễ đúng không, hạng 3, cái này thì 7 ngày nữa nhắc đúng không, 7 ngày sau sẽ được. Thì nói chung thì bây giờ mình sẽ chơi trò chơi 10 ván này mình sẽ cố gắng được một lần hoặc là hai lần, ba lần gì tấm một gì đó đúng không, một là một nha, cố gắng có hết sức cho mọi người nha. Tại vì cái điểm cái thẻ này, cái điểm này phải đợi nó hồi á mọi người mới chơi được, chứ phải như trước đó lúc nào mình chơi được mọi người nha. Lúc trước lúc nào mình chơi được đúng không? Bây giờ mình phải đợi hồi cái thẻ này, cái thẻ như vậy nè. Cái thẻ đây nè. Đây, cái thẻ như vậy nè các bạn này. Các bạn có cái điểm này nè để các bạn để chơi trò chơi nha, không tôi các bạn không chơi được đâu. Để mình nhận nè. Nhận vé luôn. Ok, những này luôn, mở ra gì đây? Cô gái búp bột bóp hả? Ra gì đấy? Đồ gì vậy? Kính gì vậy? Wow, một cái kính búp bóp à. Ok, mở thử kính là kính gì đấy? Ôi trời. Ôi trời. Ê, đúng chiếc game thủ luôn nhưng mà màu không hợp mọi người ơi, đúng chiếc game thủ luôn mà màu nó không có hợp cho lắm. Và mình tắt. Ok. Rồi. Đấy, mình đã qua, các bạn hiểu chưa? Các bạn phải cố gắng chơi hết sức mọi người nha, phải cố gắng chơi hết sức có thể. Tại vì nếu mà các bạn không chơi hết sức á thì các bạn sẽ bị tốn thời gian để mà đợi hồi cái vé hồi nãy mình nói đó. Đó, đợi hồi đó khá lâu. Cho nên là bây giờ mình sẽ cố gắng vào thì trò chơi để mình chơi gọi là hết sức mình, để mình đạt được top 1 ha, à, một lượt top 1 và 5 lần top 3. Có hết sức nha các bạn nha. Ok, giờ tôi ta đi thôi, let's go. Yeah. Map mới mọi người ơi, map mới. Ai cha cha, run bố map mới. Map chơi sao ta? Lần đầu tiên mình thấy map mới nè các bạn ơi. Ok, đây là cập nhật thì có chơi mới nha mọi người nha. Chơi sao ta? Thôi cái chơi theo bản năng thôi chứ giờ. Bây giờ map này mình để chơi giờ biết. Ok, chạy nào. Ôi, a à, rớt, nó có rớt hả? Hay gì đây? À phải nhảy không cho rớt. À, mình đưa cao lên là mình nhảy nè. À ok, cái này sao đây? À xa. Ok, chạy nhanh lên. Ơi, đừng. Ừ, kịp. Cố lên. Ôi, sao khó vậy? Ôi, chiếc mình. Gì đây? Ok. Mày xem rớt. Ok, mình sẽ cố gắng chạy. Ây da, mấy bạn này chơi hay thế, chạy nhanh thế. Ơi, à đồng của đây sẽ bị ấy té mọi người ơi, Ok, mình hiểu rồi. Mình tưởng đẩy mình thôi, ai ngờ té luôn mọi người. Ok, mình sẽ đi qua té. Đó, mình làm được. Làm được mọi người ơi. Ok, qua nè. Qua nè. Ok. Ok, map này thì dễ. Cái đoạn này thì dễ, đoạn này mình đã từng chơi rồi các bạn ha. Như vậy là mình sẽ về với vị trí thứ hai trong game này. Mà ở map này. Ok. Đấy, thấy chưa? Map này nha. Ok, tiếp theo có thử map mới không? Có map mới thì mình qua cho bạn xem nha các bạn nha. He. Ui, là thêm một map mới nữa các bạn ơi, là thêm một map mới nữa. Oh yeah, run năm. Ôi. Sao mà nhìn thấy chưa gì thấy choáng rồi nha, ở trên cao, ở trên mây à. Ôi trời ơi, map này chơi sao đây các bạn ơi? Từ nha, cẩn thận nha. Map là 6 người mọi người, hiện tại 9 người là 6 người nha, cẩn thận nha. Ôi, có đạp kìa. Ôi té kìa. Bình tĩnh thôi, đừng có đạp té nhau mọi người ơi, bình tĩnh thôi. Ok, này sao đây? À màu đỏ sẽ bị rớt à hay sao đây? Đừng có thử nha. Đừng có thử, bình tĩnh thôi. Cứ bình tĩnh.
Mắt mới mà, đâu phải là gì đâu mà mình biết rõ được. Cái gì phải có thời gian mới biết được đúng không các bạn? Ok, cái này giống cái kiểu như nhảy mà leo tháp đó các bạn nhờ. Ok rồi xuống này hả? Ờ à, sao nữa? Nhảy bóng hả? Nhảy. À. À kia chạy nhanh thế mà cái đã từng chơi rồi à? Mình mới chơi lần đầu luôn các bạn ơi, mình mới vô chơi luôn á. Ok. Nhưng mà cảm thấy hơi chóng mặt. Vì ở trên cao quá, trên mây các bạn ơi. Đấy. 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 Ở gì đây? Bạn kia đã từng chơi rồi, hèn chứ các bạn chơi siêu quá nhờ. Nhảy được không? Được luôn mà. Ok, cái này thì à, đợt vòng xoay à. Chạy màu đỏ như thua các bạn ơi, chạy màu đỏ là thua nha. Ơi rớt cái cá ơi. Chạy màu đỏ là thua nha. Bình tĩnh thôi. Cá ơi bình tĩnh, không có gì là vội cả. Bình tĩnh thôi. Ok, qua được rồi này. Ok, qua được rồi này, hạng 2. Ok. Nói chung là hai map mới, map mà map này map mới cũng hạng 2, map này cũng hạng 2 nó chụp được ha. Thích nghi cũng khá là nhanh. Ok, như vậy là tí nữa có map mới mình qua tiếp các bạn xem nhé các bạn nha. Map mới nữa, map mới nữa, map run 7, run 7, run cuối, map mới nữa, bước lên là sẽ vỡ hả? Sao đây ta, chơi sao đây các bạn ơi, map này chơi sao các bạn ơi? Không biết là tập 1 được không ta, bước lên sẽ vỡ là như nào nhờ, chơi như nào nhờ? Là sao ta? Là chơi sao đây các bạn ơi? Ủa là sao ta, bước lên sẽ vỡ là sao ta? Phải chạy thôi hả? Là ơi à bước lên là sẽ vỡ là sao ta, là cái chạy thôi hả, là nứt đừng 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 chạy lui lại cái đường ấy đúng không, lui đường ấy là sẽ vỡ đúng không, ai ai rớt xuống là thua sao, trời ơi trời ơi trời ơi ơi khó vậy ơi. Ờ à vay lại đúng đúng cái vay vậy các bạn, à đúng cái vay vậy á, ơi ôi đừng bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh đứng yên mình đi thôi, đứng yên nó ừ à đứng yên nó sẽ rớt à. Ủa là sao ta, ở dưới bằng được kìa, là sao ta mình chưa hiểu cái này lắm các bạn ơi, ai da là sao đây chưa, thôi mình cứ chạy theo đi đã. Cho mình không biết, ai da đấy đấy chạy theo bạn này đi, bạn này các bạn chuyên nghiệp nè, chạy theo bạn này đi. Sao ta khó vậy, chưa hiểu lắm cái công thức này, chưa hiểu lắm cái trò chơi này. Ở dưới nó sẽ là nước à, ví dụ như là một lớp lớp ở dưới cùng là nước nó sẽ rớt xuống là thua rồi ta, à rớt là thua nè các bạn, à, cái lỗ này à, rớt xuống là thua đó, à rớt xuống là thua nha, à rớt xuống là thua cái lỗ này mọi người, cái lỗ này rớt xuống là thua này mọi người, cái lỗ này nè. À ôi 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 thôi thôi rồi mình sẽ bẻ hết cái này đã, mình sẽ bẻ hết cái này rồi bắt đầu chúng ta sẽ chinh chiến những phút tầng cuối, lớp cuối, lớp cuối cùng đó, mình sẽ cho bẻ gần bẻ hết nó phát cuối cho nhanh, cho mình tấm một đi, cho mình tấm một đi các bạn ơi, mình hiểu chơi rồi, mình hiểu chơi rồi. Ok, đứng càng lâu nó sẽ bị nứt không ta? À, đứng lâu nó sẽ nứt. Ơi, ơi, may quá, pha này mày rớt là nứt, nứt là bị thua á. Này, cái này nứt cường nứt này. Đó. Từ đó các bạn bẻ hết đi. Để. Những kiểu cờ vây á mọi người, những kiểu cờ vây ép ép người chơi, ép người chơi khác vào cái thế gần rớt xuống dưới mọi người. Những kiểu vậy. Ủa, như vậy là ai ai cũng nhất hả? À, không ai rớt là được. À, nói chung là không ai rớt là được mọi người ơi, không ai rớt là được. À như vậy là không ai chút rớt hết, à thì ra như vậy chấm hỏi luôn. Cái map nó phải đúng người mới chơi được, cái map nó phải ba người chơi không được mọi người à, cái map nó phải ba đúng người mới chơi được đúng không các bạn, đúng người nó mới làm cho nhiều người đạp lên nó dễ rớt, còn đây có ba người à, có ba người cho nên nó không có rớt được, à mình hiểu rồi mình hiểu rồi mình hiểu rồi, ba người nó không rớt được. Tại vì ít ít người đạp quá rồi, cái map này thì mình không chuyên nghiệp luôn, ok nếu mà được top 1 thì vui, còn không được thì thôi, mình là mình không chuyên nghiệp đó các bạn, à, mình cứ chạy thôi, chạy theo bản năng vì mình ít chơi khi gọi là chơi thì gọi chơi đó các bạn. Không biết là mình thắng được hai bạn này không, không sao thì thắng được các bạn nghe, các bạn nha, thắng được sẽ là như vậy cho các bạn xem. Ok mình sẽ cố gắng lên ca ơi, đừng làm các bạn thất vọng, các bạn đang xem, các bạn đang xem ca chơi đó, đừng làm các bạn thất vọng nha ca, cố lên ca ơi, cố lên ca ơi,
Đừng làm các bạn thất vọng, các bạn đang xem ca đó. Ca Phạm cố lên, ca Phạm cố lên. Ca Phạm cố lên. Ca Phạm cố lên, ca Phạm cố lên. Ui, gì đấy giật mình. Rớt chứ. Ok, mình sẽ cố gắng lấy top 1 để mình hoàn thành cái nhiệm vụ top 1 cho chị có chơi mọi người nha. Mọi người chơi game phải cố gắng hết sức, không cố gắng hết sức các bạn sẽ bị mất thời gian đợi đấy. Ok, mình đã top 1. Như vậy là mình đã giành top 1 đấy, mình đã hoàn thành nhiệm vụ. Yeah, yeah. Trong một ván đầu tiên, một ván duy nhất và duy nhất đầu tiên top 1. Và chúng ta phải gọi là siêu. Yeah, yeah. Ok. Như vậy là mình đã chiến thắng người lạ rồi. Đấy, mình sẽ ra nhận các bạn nha. Ra nhận cái nhiệm vụ. Đấy, các bạn thấy chưa? Nếu mà các bạn mà chơi mà không được tại top 1 á, các bạn thử lại sẽ mất điểm này mọi người, mất cái vé này. Mà nếu các bạn để mất vé nhiều quá, các bạn phải đợi thời gian hồi rất là lâu. Các bạn nhớ nha, 20 phút hồi một vé đó, 20 phút hồi một vé. Cứ 20 phút là hồi một vé thôi, rất là lâu, nên các bạn cố gắng hết sức nha. Ok, ván đầu tiên của mình là được top 1 luôn. Ok, ok, như vậy là mình đã top 1, mình sẽ vô nhận. Đây. Đấy. Đạt được vé game day. Đấy, mình đã được top 1 gọi là thì có chơi rồi. Như vậy là mình đã chơi một lần mọi người thấy không? Mình nói đâu phải sai. Nè, một lượt tham gia đúng không, một lượt 1/10 được top 1 luôn đó, thấy chưa? Qua được hạng 3 là được 1/5 đó, thấy chưa? Bây giờ mình chơi 9 ván nữa là xong mọi người, mình chơi 9 ván nữa là xong, 9 ván nữa là xong hết cái nhiệm vụ này. Còn cái nhiệm vụ này thì 7 ngày sau là được. Ok, mình nhận cái này coi, cái gì đây? Ok, cái mũ. Mình đã nhận thành công cái mũ. Ok rồi, bây giờ chúng ta sẽ thử cái búa nha, mặc vô đã, búa cái mũ rồi, cái mũ sao che cái mặt như vậy đó. Mình đã nhận thành công ấy. Mình để tháo cái cặp đó tí nha, tại vì mình muốn review bộ đồ mới. Ok, đây mình đã hoàn thành được đấy tất cả nhiệm vụ. Ok, mình sẽ thử cái búa mới nhận đó rồi ta. Đây, quên chưa, thì chỉ số là chỉ số là sức mạnh 45, tăng 20% số xuất, khá là cao cấp. 20 là chí mạng cũng khá là căng. Ok, mình sẽ đi thử nha mọi người nhé, mình đi thử tìm một đá mình gõ thử các bạn nhé. Ok, góc đá nào không? Đây rồi, góc đá đây rồi, cho mình đập thử đi các bạn ơi. Thử một viên coi, thử một viên thôi, một viên thôi. Một viên duy nhất, một viên nhất. À, có hai viên này, đập hai viên nhỏ thì coi được ra gì không. Biết đâu được, biết đâu được nhân phẩm hay thì sao. Đó, thử coi, lên. Cái gì đây? Ôi trời ơi, đá rồi, một viên nữa. Một viên nữa. Hey, lên. Ôi trời ơi, sư tay giật long á. Đá quý, lên. Ok, vạn đồng. Thôi, nói chung thì mình đã review sương sương và hướng dẫn các bạn đã gọi là những ai chưa biết để làm cái nhiệm vụ gọi là bậc thầy game thủ mọi người á. Thật bậc game thủ thì mình đã nói qua cho các bạn hiểu rồi ha, các bạn biết rồi ha. Thì rất là dễ dàng. Thì các bạn càng cố gắng nha. Quan trọng nhất là cái này nè các bạn này. Đấy, cái này các bạn phải cố gắng. Nếu các bạn không cố gắng các bạn sẽ đợi rất là lâu để mới hoàn thành nhiệm vụ được. Nhớ các bạn nha. Nhớ mình nói nha. Rồi, thì chắc là video thôi mọi người ơi. Thì mọi người xem đây thì ai chưa like cho đây cái kênh hãy giúp cho mình xin một like. Ở đây cái kênh để giúp mình càng ngày càng phát triển, được nhiều biết đến hơn. Rồi mình sẽ cố gắng làm thật nhiều video để các bạn xem các bạn nha. Thì nếu mà đạt được nhiều lượt xem thì mình sẽ cố gắng tạo một cái mini game tặng quà cho các bạn nha. Các bạn nhớ ủng hộ mình nha các bạn nha. Còn bây giờ hôm nay thì tới đây thôi mọi người ơi. Ok, bye bye và hẹn lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều đã xem video, cảm ơn mọi người đã like và đăng ký của mình. Cảm ơn rất là nhiều. Bye bye mọi người, chúc mọi người thật nhiều may mắn, chúc mọi người hoàn thành nhiệm vụ thật là nhanh, thật là tốt mọi người nha. Yeah.